đàn con thờ non già mong cảm ơn nhà mùng ra muộn xuân mà còn ăn khéo khi đua đều cho hoa xuân ra giờ muộn bằng ha mơ nga hôm nay gặp ba mong à nửa mừng nửa lo ba hoa lại rằng cho lúa nghèo mà xa xôi cho tôi ngồi lại đỡ mà la bụi con chẳng nghe mong đưa dặn rồi mong cứ hạt dùng phải lưới mắt tôi con là mong người em sẽ không quên đấy quên đấy cái này đấy đấy không được không rồi mua cái này đấy ngày nó lặng lặng mà tao mơ tôi đến nhà chi tôi chưa cắt mà lâu hoa non mà giờ chẳng có cái gì hết đâu dạ cái gì cái gì không sao không sao để nó nói tiếng rồi không nó lé được mình số mình đấy nhiều chuyện đã sầu chứ muốn à lại đưa liễu đưa chung con chẳng nghe
khăng à khăng à như là linh à kèm ba thừa mà cụ vào đi được là cái áo đen áo tù mà cổ cửa nô mà hay là rồi à phải ngồi ca đêm mà ra lò môn mê nó tội mong cả cả mong là to cho dồn con hề mộng vẫn còn chẳng hạn mà lại đình thì ngày không chưa thêm chưa ông à lẽ rằng à khi mà khôn khéo kìa cho đàn chim con ra giờ mong cho con ha con la cửa chờ mộ cha nơi chẳng cho lần nữa khổ đời cho con cả nơi ăn mộ cha chờ thốn rồi chén nì tôi rồi cha để khi lần na khó nhuông mộng à rai là bỏ lâm xem na cơ nơi lâm tì nó lại à hơn kia đi chẳng thương nào lại em là chi à chôn ngàn mộng à rình nhà già mông mà rình mông là hòn hay răng hát ri à hát lây cái ni là đà mông mà là ông nếu mà hát ri hát lây thì em xin mẹ yo ma che sao
mà chị tôi vì con chị cho ăn ngồi ngay này lần khâu bê hoạt trà cho xa nếu mà chị giàu chị khát linh chị đại mong ơi xa nhớ cho liêu bao nhiêu nỗi đi vượt liêu vai qua đại mong mới mổ trở nên mới lương là bây giờ hát một mảng này cho để trả mảng lên mảng này cứ hát đúng như cái này ôn viết lên lủng vấn rất nhiều bữa anh quân là dạ ôn có đó hay nữa không đó là vui đấy. Cái gì mà mới đây mà nói chuyện, như cái mà nói, cái mà, mấy ơi vui à, hai mà mấy cái lá lá thì khó quen, uốn hay lên lủng quân lên để nhà em tiền anh quân, có mất một đời thì khơi nhà. Anh quân đi, anh quân trên cái họ đi. Ừ, xa, anh quân ấy nhá chị anh cái dấu yêu. À mà cái gì cả nó ốc kìa nó đi lột thả đang đi phản đi trên thiệt cho nên người yên người tâm hạ người yên của thả con lạc bố à ban đi ở bộ ấn tầm mê ra mê ra hay là mê ra cô cái gì đó em mê ra cô ạ à? Ừ, 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 giờ anh em mê hỏi khá chứ ông này đó mê ba sinh năm 19 mấy mày ạ lu em đấy nha đừng có tưởng đâu anh già rồi đấy hai ủn mảng với hai ủn minh bye bà là xuất lu à, chưa à, ủn đón là chị đón em á chị đón em năm cơ khoảng cơ nữa năm cơ nữa sẽ được không anh là ai con đâu trẻ đó số 8 nó sửa chân đấy, khỉ đấy. Cái cháu ơi, đúng cháu, cái này thấy ổn mạng này có. Các bụng cứ đang quay là, coi như là cứ là ổn là ba rồi. Cái này là các bụng ra trường đấy, ốc à, thầy nhanh quần đi. Thầy nhanh quần không? Thầy, hôm xa. À, chào chào. Hôm xa mày này à, ổn đây ở quầy xa, còn à, em quần ở đâu? Đó kia là tỉnh phở, thả em quần đi ở chưa à? Cháy là một đứa chơi. Cái mày bằng lên sầm năm hôm nữa. À, lăng ấy ổn cho mắt xin, cho mắt khả này khá bao nhiêu mà? À, đinh chi ổn giờ. À, mấy bộ khai sáng đây đi. Như anh ổn mấy bi đang còn nên cần thiết cần dây leo mà. À, ổn cho mắt cũng mới hơi. À, đi theo là vui cho thiếu. Dạ. Ừ, hả nó vui cho thiếu. Thiếu à? Ừ, sầm thì gấp. Sầm gấp xa bằng trường. Sầm gấp. Bỏ nó mắng quỷ cơ à nó ô ngờ hạ lê nhà ồn mà lông gắp nhau lần mà đâu ồn cờ ra bồn trồn mưa là lặng chùa nhật này nhau vẫn sợ ngày gì ngày hồi phận sơn ôn gia cặp ba đưa ôn đứng la ngược ngay để anh xem biết không hát lên cho cái à, đó bạn hà đâu lần câu
cặp bà lại ồn là đứng la ngờ con hay à ồn ngờ mà thương mà quen mặt mà mẹ ô mặt đã xin ông mà thiền nị hạ nửa để nhà rơi bố xin đại ngay bố ủn cho mẹ chưa lên anh lên cái này ủn cho mắt hai ủn mấy ngày vậy ủn lần khâu ê nhà bố à đừng phiền cho ê nhà ra hay à ôn lời mẹ nhớ bụi mẹ nhớ bụi mẹ nhớ bụi ủng lòng ạ khi à nãy à ê nhà có ủng lá rơi cửa ngõ ôn cửa la ngờ ôn ơi giá ca lê à cây bụi à công à tuôn à khẩu à ê nhà mà nhà biết lung à vần ô hà nhâm à chính nhà thực cả mưa là râm chính nhà thực ngày à rì à ngày râm lung à xù à ra ngắt đi xem bà nha ở chỗ bà là họ sẽ bảo ông vẫn ngủ đó nhất chỉ xin ừ ừ em cho bao ủa là cái đường đường này thương anh ra cá lề cho liền mà đừng mà lòng dường mà khi mà viên cho mày buồn ơi ra cá lề cho con nếu mà nó ngầm mà đằng buồn lối không ngang ngại anh ông đi sao dạ chúa có sẵn tư mơ thế là thôi chẳng chung đà em thế thì xin phép ly ni cũng nhà xin mong mong ôi á quá ẹt là lòng á nhiều rồi nhà xa ê nhà đa ê nhà mới á út là già nếu mà chỉ chơi chơi ê nhà sau lân câu cặp á lại ê má ư lưng má vần đừng ai cho chỉ sầu mà chỉ à bận lân khâu anh linh dùng
mọi lần có nói thầm cũng là ôn nơ. Thầy em chế sầu chế khai. Ôn cơm lại nữa. Em già chẳng cho sọt đỏ lên chế phải chẳng em ơi. Em nhà đã rõ chán đổi đi. Cứ chỉ trôi đến khi anh phải thúi sẵn. Lần này mới là lần đâu, lần khâu cắp lại là nó sẵn ở nhà đi đó. Uồn ổng cái này uồn phải cái nữa. Dù uồn ổng cái này tầm lâu của em mày uồn ổng nhận. Mẹ cho uồn chi thế? Em ấm ơi uồn chi uồn ổng rồi mà. Cạch rồi em đừng mông chẳng khai. Bỏ cái đứa. Chẳng nghe ôi, chẳng là chị đàn mê ôi. Hoặc là mong cái khai mời. Tại nên bị đưa ra cửa bị tết lôi, chẳng là chị ra. Khai mời em mà. Mẹ em ơi, cái này mà nó hóa là bỏ. Như là khai hỏi trái hạ trăm triển tơ mời. Tơ mời mà là tình cảm. Chị ta mệt là huyện là á môi á ổn á giá. Khéo hả khi anh chị ta biết là lời đó là bỏ nơi giờ ồn hả ơi. Chờ đặng ra đi em ơi. Chứ đi tình cảm ồn là đi thôi xin rót mỗi cái ly đời mà em ơi. Em nhà rõ cha bó ồn cử a chị a nèo a chị xin thiệt cho nơi anh nè đừng là rõ cha lần na ni phải xa nhau lần là khâu nữa khang chờ lũng văn ún yêu chị sau chị bắn đứng ngôi khanh e nhà nữa ún ơi dạ ơi ún làm nhớ nhau chờ đàn chế sau chế bắn ún đi rồi lại ún đi mẹ thằng là sao đã giỏi con ăn má khéo khề mà lẹo ha môn ho nhầm cùng con đào lồn là mướn hay buồn ra chờ ồn là đi ra kiếp người ruộng em ơi đi đường xuống ruộng thôi chẳng ai buồn nói em bà ngày bố mẹ là xem nhà xa ăn na mong đàn na ba mà anh bay thường buồn ăn keo kì mà cửa Hà Nội